Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin tức nổi bật chiều thứ hai hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị người đã trắng Đinh Xuân Quân. Trước xin kính chào quý khán thính giả của Đài Lý Dân Sài Gòn TV. Xin chào anh Thủy. Không biết vì lý do nào à, em của anh là bác sĩ Quỳnh Kiều à, mùa bệnh này tôi thấy nhiều người bị ho. Đúng. Đúng. À, hả? Mặc dù anh anh rất là khỏe, tôi, có những người khỏe nhưng mà cá nhân tôi cũng thấy ho ho. Không phải là phải, mà Có người chích cúm rồi mà vẫn bị ho, có thể là nhiều con cúm khác phải không Không, tôi Hay uh, sao? chích cúm, chích Covid, chích RSV đầy đủ hết. Nhưng mà wow. có thể tự nhiên ngủ sáng dậy để bị cả. À, đúng chứ vậy. Tôi, chứ tôi không biết là sao bây giờ. Bà sáng của tôi nghĩ là đi mỗi tiệc vừa xong cả ngày khỏe re. Đúng. Tiệc xong về tới tối tự nhiên ho rồi bị nhức đầu bệnh tôi thì không bị nhức đầu nhưng mà bị cảm thì nó khả từ hồi tuần rồi đến giờ luôn nữa vâng. mà chưa dứt nữa vâng. anh uống vâng. thuốc thì có có đã đi bác sĩ rồi Các vị thấy đó là tình hình về y tế hiện nay ở California à, có thể là trời chuyển lạnh bất ngờ anh thấy ban đúng. ngày thì nóng đúng, ban đêm thì lại. lạnh đúng đúng như vậy là trong tiết tức à, một một ngày hôm nay chúng tôi có quá nhiều những cái tin tức từ quốc tế cho tới địa phương và cuộc bầu cử hiện nay à, thứ nhất đó, à, ông à, Lloyd Austin, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, đến thủ đô Kiev lần thứ ba và tuyên bố là tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Vào thời điểm tuần rồi mình đề cập đến, đó, ông Biden đến Đức lần cuối cùng để chia tay với các nhà lãnh đạo trong khối NATO. Rồi Zelensky cũng nói chuyện với ông Biden, với mọi người ở NATO. Sau đó thì khối G7, thưa anh, 7 quốc Đúng. gia tân tiến trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý đó đều tuyên bố là kể cả nước nhật nữa hỗ trợ mạnh mẽ cho ukraine thì đầu tiên đó là bản tin chúng tôi đề cập tới à, thứ hai là cuộc à, bầu cử và tranh cử hiện nay đang ở một cái thời điểm vô cùng nghiêm trọng cho cả hai bên luôn bởi vì các cuộc thăm dò đều cho thấy không ai hơn ai hết anh ạ. À. Đúng. Sát, Nên ghê Rất là sát. Sát ra. Có thăm dò thì nói ông Trump trên chân. Có thăm dò bà nói bà Harris lên thì hiện nay thực sự cũng không biết ai sẽ là người chiến thắng cả. À, đầu tiên là tin liên quan đến quốc tế. Bao gồm việc Do Thái ngày hôm nay tấn công vào trung tâm tài chính của phía nam của Lebanon nữa. Tình hình của phía Do Thái hiện nay như thế nào thôi? Chứ hết là mình phải biết là thế này không những là trung tâm trả tránh nhưng mà nhiều nhà băng Nghĩa là họ ném nhiều nơi tại thủ đô Beirut Như vậy đó Nó có cái ảnh hưởng đầu tiên đó Khi mà anh ném trúng cái nhà băng thì Thế nào cái nhà trung quanh cũng bị phá Chứ không phải là không Cái đó là một cái khó khăn Cái thứ hai Do Thái có gửi một bản gọi là nói là Chúng tôi sẵn sàng ngưng bắn với điều kiện cái đó là cái quan trọng điều à, kiện nào là... tức là điều kiện cái sau khi giết được thủ lãnh sinh hoa của Hamas rồi bây giờ họ thấy rằng cũng có thể đến lúc mổ uh, súng thì thì có điều kiện gì anh nhiều điều kiện rất là khó là tại vì họ nói là Liên hợp quốc thì muốn có quân đội của Liên hợp quốc chia hai phe ra wow. còn họ đó thì họ muốn kiểm soát nữa chứ đâu có phải là họ muốn trở bên phía liên hợp quốc họ muốn gửi có uh, quân gọi là uh, hòa bình để Đúng. kiểm soát vấn đề an ninh để hỗ trợ cho người tị nạn uh, của palestine nghĩa là chia hai phe ra nó rõ ràng không có đụng độ với nhau còn oh, yeah. do thái thì họ vẫn muốn kiểm soát Tôi, tại vì họ kiếm mà bởi vì họ cái điều đó đúng phải không anh? vâng bởi vì họ lo sợ hamas bây giờ như kiệt quệ nhưng mà rủi ro họ để yên một thời gian ngừng bắn hamas lại nhận được vũ khí của phe hồi giáo cung cấp lại đánh họ vào họ trong khi vấn đề con tin thì sao con tin thì vì vậy đó chưa giải quyết được nếu mà không có ngừng bắn một bên đó, thì bên hamas nhất định tại vì giết uh, giết thủ ông lãnh. đứng đầu của họ, thủ lãnh của họ còn phía bên Israel thì muốn giết tới cuối cùng. <laughs> Hamas cũng thì tự. Bây sao giờ đang à? Hamas đang đang chuẩn bị đề cử một ai đó lên là họ nói nằm trong cái án tử hình luôn. Đó như vậy, chắc chắn là như thì vậy. Hamas không muốn như thế. Hamas không muốn như để vậy. do Thái để yên cho Hamas bầu lên thủ lãnh mới. Cái chuyện đó thì không bao giờ có được. Vì vậy đó, uhm. mặc dù mặc dù Israel sẵn sàng và đã gửi tài liệu tới cho Hoa Kỳ nói chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn. À. Với điều kiện thành ra cái chuyện này đó ngừng bắn, coi bộ cũng còn xa xôi chứ xa không xôi. có không có ngừng bắn liền đâu. Những điều kiện mà bên phía Hamas không chấp nhận được bởi vì bây giờ thưa quý vị con tin là Ở cái trong cái cái họ cán họ cuối cùng của họ. họ còn thôi. Họ không còn cái gì nữa hết ngoài thủ lãnh bị 100 con là, tin. Là, là tiêu diệt hết. Không còn cái gì nữa. Bây giờ nếu mà Thả con tin ra đó, thì đâu có còn cái gì để cái là trao đổi. Mà đây đó, nhưng mà dù muốn dù không đó, hai bên là phe Ả Rập ừ. và phe nghĩa là Hoa Kỳ cũng muốn giải quyết. Âu Châu cũng muốn giải quyết, cũng muốn ngừng bắn. Nhưng mà làm sao bây giờ tới cái chuyện mà thực hiện cái này mới là cái khó khăn. Muốn ngừng bắn và giải thoát con tin, trong đó kể cả con tin người Mỹ nữa vâng. vẫn còn kẹt. Um... Theo anh thì cái khuyên hướng nó sẽ đi về đâu? Ít nhất đó, tôi nghĩ là cái đầu tiên đó, thì một bên đó, Israel có nói mà tại vì nó lòi ra những cái thông tin lòi ra là Israel đòi đánh vào Iran. Và vì vậy đây là gặp cái khó khăn nữa. Cái không khăn. có đánh vào nhà máy lọc dầu nhưng mà sẽ đánh Iran nếu mà Iran tiếp tục hỗ trợ cho Hamas. Không phải nhà máy lọc dầu và không mà đánh vào những cái trung tâm nguyên tử Của Iran Thành ra vì vậy đó ừ. Hai bên nghĩa là cũng răng co Rất thắng, là nhiều chứ là... không phải là ít Mà nếu mà đánh vào Các trung tâm nguyên tử của Iran đó, Ủa, Thì thể đó thì... nào cũng có chiến tranh Tại Trung Đông không có tốt được yeah. Đe dọa như thế Mà anh nghĩ chắc do Thái không làm đâu, Bởi vì sao sao đằng sau lưng đó, Cũng còn phía ông Biden Chính quyền Biden đằng sau nữa à, Chưa tới ngày bầu cử nữa đúng như vậy nhưng mà thế này nè nếu mà muốn đánh về rằng đó không quân Israel không đủ sức trừ khi có ngoại kỳ tại vì tất cả các cái là gọi là nhà máy nguyên tử ở trên có nhưng mà ở dưới đất đa số dưới đất thì phải có những cái bom rất là lớn Và... mà không có không quân ngoại kỳ thì cũng rất là khó trước khi chúng ta chuyển sang đề tài về bầu cử vân vân anh có nghĩ là do Thái... Thấy thực sự đó là muốn ông Trump lên làm tổng thống, bởi vì các cuộc thăm dò đều cho thấy mặc dù bên phía bà Harris đó, là cũng sẽ thân với do thái, nhưng mà cuộc thăm dò như thế này hỏi luôn những người do thái thì gần phân nửa nói rằng nếu bà Harris làm tổng thống đó, thì có thể cái cuộc chiến tranh toàn diện giữa do thái với hamas có thể được giải quyết đúng. Nhưng nếu họ bầu ông Trump lên á chính Hoa Kỳ bầu ông Trump lên thì họ tin chắc đó là chính quyền Netanyahu sẽ nhận được một cái sự hỗ trợ hầu như tuyệt đối của chính quyền Trump đúng đúng như vậy và mà có thể đánh tới luôn và Nghĩa là vậy, ủng hộ hết ga luôn từ ông Trump thật ra đó, không ai không ủng hộ do thái cả do thái cả bà Harris nói chúng tôi đúng. sẽ đứng sau lưng do thái thôi nhưng mà nếu mà có ông Trump đó thì ai cũng biết là ông trump sẽ bỏ tay ra để cho, cho ta tự do thật, làm việc tự do làm việc mà không có áp lực vấn đề gì cả vân không vân. có những... không cần thiết phải đi tới hòa bình luôn nữa đúng đúng như vậy yeah. và vì vậy vì vậy chính chính quyền của ông biden hiện giờ nghi là ông Netanyahu không muốn không muốn nghĩa là đi tới một cái tiến trình giải pháp ngừng bắn. đúng là vì để muốn giúp ông Trump mà còn có hai tuần nữa thôi là tới bầu cử rồi Đúng như vậy yeah. Đúng như vậy Thành ra bây giờ anh thấy không Khi họ gửi một cái uh, nghĩa là giấy tờ Là chúng tôi muốn hòa bình Chúng tôi muốn ngừng bắn Nhưng mà họ đặt những cái điều kiện yeah. Như khó, là không, cái là không không, không khó mà Mà, không, thật mà Hamas là... đồng ý được Thì đó thì... Mà thậm chí th... 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 thì Hamas đã tuyên bố là họ không có Nói chuyện đến vấn đề giải thoát giải Chúng tỏa quan tự do đó. cho con tin. Vì vậy rất là khó. Bế tắc, bế tắc thì à. anh biết là ở bên Trung Đông đó, ông Netanyahu là ông rất là thuộc bài về chính trị Hoa Kỳ. Đúng. Thành ra đây đó, ai cũng nghĩ là Thủ tướng Israel đang, đang cố gắng à. không giải quyết vấn đề. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo, các vị. chúng tôi đang bàn về vấn đề Do Thái và tầm ảnh hưởng của Do Thái trong cuộc bầu cử này. Cái khó cho bà Harris, thưa quý vị, là cử tri Hồi giáo đó. Họ chỉ trích cái chính sách của ông Biden và bây giờ chuyển sang Harris nữa. Và họ chờ đợi những cái lời tuyên bố của bà Harris để yêu cầu phía Do Thái phải ngừng bắn hoặc là À, không có mạnh tay để tấn công vào giải Gaza nữa thì cử tri gốc hồi giáo họ không nhận được cái câu trả lời của bà Harris về vấn đề này. Ngược lại bà Harris mà có những cái vấn đề tuyên bố liên quan tới nghiêng về phía Palestine quá đó thì cũng không được. Bởi vì chính quyền Biden đã tuyên bố ủng hộ cho do Thái và ngược lại đó sắp tới ngày bầu cử thì Netanyahu À, như các nhà chuyên gia họ khẳng định đó và anh cũng thấy là ông nắm con bài tẩy của Đúng. phía Hoa Kỳ thứ anh. Chính phủ nào của Hoa Kỳ cũng bị là ủng hộ do Thái. Ấy. Đúng rồi, 100%. Thì bây giờ nếu mà có ông Trump đó thì không phải 100% mà 200%. Ông đó, Trump thì hoàn đó. toàn luôn nữa vâng. bởi vì chúng ta cũng đã thấy được trong suốt 4 năm của nhiệm kỳ ông Trump là ủng hộ ra thái hoàn toàn, phải dầm trí rời đô à, từ Tel Aviv về Jerusalem. Được. Mặc dù cái chuyện đó là gặp phải sự phản đối dữ dội của phe hồi giáo và quốc tế, và chứ quốc không tế. phải chỉ có hồi giáo mà ông không. vẫn làm. Vâng. Thì đằng này cho và Netanyahu có thể chờ đợi để sau ngày bầu cử để biết chắc ai là làm tổng thống. Đúng thì vậy. nếu ông Trump làm tổng thống thì là có lợi mạnh mẽ hơn, bởi vì sẽ củng cố tuyên bố của Netanyahu là tiêu diệt tên Hamas cuối cùng. Không những vậy đó, nếu mà khi mình để ý, khi ông Netanyahu, ông ra Liên Hợp Quốc, đấy, ông đưa hai cái bản kịch và hai cái địa hình rõ ràng một bên đó, thật ra đó, thì ông Netanyahu, ông muốn chiếm cả cái, cái vùng đó, chứ không phải là để cho một nước do Thái, à, một nước Palestine, Sống chung hòa bình với nước do Thái. muốn làm như thế để họ tạo ra một cái làn sóng tị nạn lớn nhất chưa từng có của người Palestine. Thì đúng rồi. Thì họ đã bị... Cái... Ừ, mệt mỏi lắm. Người Palestine chứ, bây giờ chứ... mệt mỏi lắm anh hả? Không làm gì được hết. Ừ. Tiếp tế thì không được. Đúng không? Rất Lì là khó khăn. Thì... Ở Lì thì bây giờ nằm ở cái khu vực mà lúc nào họ cũng không biết được ngày mai có tiếp tục nghe lệnh di tản nữa hay không. Đúng như vậy. Và cái đó, đó <laughs> nó làm cái chuyện... Đấy. Tôi nói bây giờ đó hồi xưa là anh David do thái là David bây giờ do thái thành Goliath đi ăn ừ. hiếp người khác thành đó nó là một cái chuyện mà đằng sau mà. lưng lại là Hoa Kỳ nữa cái những cái thế cái vị thế của Hoa Kỳ rất là khó khăn trên chính trường thế giới thôi anh vì vậy đó ông này ta là yêu ông diệt Dây ông diệt Dây được à, ông biết đúng, cái chính năm trường, năm trường năm Hoa năm Kỳ là ông nắm vững cái đó Việt thì ông diệt Dây được mà à, tôi cứ... muốn tôi yeah. muốn xin xin phép tôi muốn nhắc thêm đó trong của bà Harris yeah. là người do thái. Con con rể của ông Trump là người gốc do thái. Đúng. Mấy đứa cháu của ông Trump là đội cái mũ gốc do đúng thái. rồi. Ấy. Cho nên mà quốc hội Hoa Kỳ đa số người do thái nữa. Cho nên nói gì thì nói. Cái cái chính sách về do thái là như thế. À, trong khi đó um, nó sẽ là một phần để có thể gây anh nghĩ là ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của bà Harris hay không. Chỉ cần những người hồi giáo này họ không đi bỏ phiếu thôi thì đúng như là mà. họ để phản đối đó làm mệt mà, cho bà Harris nhưng mà thật ra đó tôi nghĩ là ở đây đó phải chọn cái đây rất là khó khăn ừ. vì vậy đó khi mà bầu cử đó mình không biết bao nhiêu người sẽ ủng hộ bà Harris bao nhiêu người tại những cái tiểu bang như Michigan những tiểu bang chiến trường tại sao có người hồi giáo nhiều nữa anh đúng yeah. mà đây là cái chỗ mà người Hồi giáo có thể ảnh hưởng được yeah. nếu mà không bầu cho bà Harris họ không đi bầu làm mệt rồi Yeah. không đi bầu thì là lại càng mệt hơn nữa, tại vì chính sách nó ừ. lại nghiêng về bên ông Trump, ừ. mà nghiêng về ông Trump thì họ cho đứng... nên thực sự cái, cái 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 phiếu của cử tri hồi giáo, à, tôi không đọc những cái bản tin nói rằng có quyết định hay không, nhưng mà cử à, chỉ bởi vì số số ít thôi, nhưng mà nếu mà họ ở nhà đó thì, thì lẽ ra thân. bà Harris có thể lên một chút xíu, họ ở nhà không đi bầu là cũng mất đi một số anh biết mà là tại chắc cái chiều vang đó, đó họ trên nhau nó có bao nhiêu đúng. dưới một trăm ngàn mà vài chục ngàn là mệt rồi rất là mệt thí dụ như chọn ra rồi. có 11 ngàn mấy nói chung là 12 ngàn phiếu thôi vâng thì mình thấy là rõ ràng là rất là nghĩa là sát ừ. thành ra mình không biết được hôm đó phải, <laughs> phải thầy lá bài như là lá yeah. gái mình mới biết là ai thắng nhưng mà thật ra nó trên nhau sát nhau như vậy đó thì là rất là cuộc bầu cử này nghĩa là rất là hấp dẫn hấp dẫn là vì hấp dẫn cái... lắm đó. tôi thấy bởi vì à, thực ra trong mấy ngày qua quý vị không thấy đưa ra nhiều bản tin liên quan đến tranh cử bởi vì các cuộc thăm dò đều cho thấy nghiêng ngạt quá luôn quá sát. À, các vấn đề từ do thái cho đến phá thai Và vấn đề phụ nữ thì thăm dò nói rằng đa phần là nghiêng về bà harris ai à, cũng được. hiểu được cái vấn đề phá Đúng thai rồi. nhưng mà vấn đề về kinh tế vấn đề công ăn việc làm thì cử tri lại nghiêng về ông Trump. Thậm chí bà Harris bây giờ đang gặp khó về số cử tri người gốc phi châu mà đàn ông thanh niên. Họ đó. lại lại muốn bỏ phiếu cho ông Trump thì đó là một cái à, chuyện rất thấy. là ngạc nhiên. <laughs> Mình không biết được tại vì ở đây đó là nhiều khi họ không có theo dõi nếu mà họ theo dõi kỹ đó. Ví dụ họ theo dõi kinh tế của người là Little Sài Gòn TV đó thì họ biết ngay ừ. là cái gì kinh tế Hoa Kỳ tiến bộ hay không tiến bộ có lợi hay không tiến bộ có cái hay hay cái dở nhưng mà thật ra đó thì đó, uh, kinh tế Hoa Kỳ là tương đối tốt nhưng mà dân chúng thì nói ôi giời không tốt nhưng mà họ dựa trên cái gì ừ. Cái đó là khó mà thuyết phục người ta lắm. À, và cũng đề tài về bầu cử, cái cuộc uh, quan trọng nhất hiện nay là cái khu vực 45 đúng giữa ông Derek Tran của đại diện đảng dân chủ lại là một uh, người vị, gốc Việt uh, có uh, gia đình và đồng thời cá nhân anh lại là một người uh, cựu chiến binh Hoa Kỳ nữa à. và bà Michelle Steele người, người gốc Hàn à, theo anh thì đến giờ phút này tôi thấy cũng các cuộc thăm dò thấy cũng xích sao lắm ạ? cũng hơn ở bên uh, bên cái trường thăm dò đó thì là anh đi rất trần chưa ai biết hết mà bây giờ hơn hai điểm nhưng mà anh biết là hai điểm. hai điểm đối với thống kê đó thì là xích sao thì sai nói sai, nói sai anh sót bốn lần vâng? sai sót là bốn phần mà hơn hai điểm thì nó nằm trong cái phạm vâng. vi vâng. sai sót đó thì vì vậy đó hai bên là Nghĩa cần là... cử tri người Việt Nam lắm anh ạ vâng. bởi vì bà Michelle Steele của đảng Cộng hòa đó là trong các cuộc vận động đó là kêu gọi phiếu bầu của cử tri Việt Nam và bà đã thắng được cái nhờ, nhờ cử tri Việt Nam. Việt Nam. Nhưng mà lần này đó thì, thì cử tri người Việt Nam nằm trong cái khu vực 45 <laughs> Đang đo lường nhất là cử tri đã từng bỏ phiếu cho bà. Bây giờ lần đầu tiên người Việt Nam mình có một người đại diện ở quốc hội mà mình không mình mất cơ hội đó thế là mất rồi. Thì không biết hai năm tới sẽ như thế nào đây. Chúng ta đợi Anh gần không? 50 năm rồi. 50 năm lần đầu tiên và mình đúng mới có niệm. cơ hội. Oh, yeah. à, đúng với cái cơ hội này và tới bây giờ đó mình phải nói là thế này bà Michel Stein đã thắng là tại vì lúc nào bà ta cũng nói ví dụ trước đây đối với ông Jason thì bà ta nói là ông này ủng hộ lục địa ừ. mà ông chính ông Jason cũng đi nhà binh ông nhưng mà ông là người Đài Loan thành ra chúng ta không có cái vụ biểu tình bây giờ đó thì ngược lại nói ông uh, uh, Derek là là cộng sản thì dân ừ. chúng nó, họ họ xuống đường và họ xuống đường họ không ủng hộ cái chuyện đó tại vì nói là ông này là thuyền nhân gia đình thuyền nhân và, và ông, mà, ông, và ông, và ông, ông, ông rõ ràng và gán ghép cái chuyện đó là vô lý vô cùng thì ở đây đó, mình biết á mà, mà cái chuyện mà anh tôi anh, anh có thể mình đề cập tới một cái vấn đề về tin nổi bật bây giờ cái cái chụp mũ thân cộng nó 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 cũ mềm rồi phải không? tôi thì tôi thấy là thế vậy khi mà ở trên truyền thông theo dõi truyền thông đó thì người ta thấy rõ ràng lắm nhưng mà nhiều người họ lo đi làm họ đâu có sáng đi làm tối về đâu ừ, câu có mệt rồi ngủ nhiều khi họ, họ nhận cái lắng thoáng là họ cứ thì đó ngỡ là như thế vì vậy mới có nói là bây giờ nói đến trận là, là cộng sản thì làm sao mà ai tin được đúng không thuyền nhân mà là cộng sản thì khó người cho nên khu vực bốn mươi bây giờ cái phiếu bầu có thể thay đổi cục diện là từ người Việt Nam và mong rằng quý vị ủng hộ để có một một vị dân biểu đại diện cho người Việt Nam 50 năm mới có. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả và chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Hẹn lại với chương trình nổi bật ngày mai.